chào mọi người. Trời đều quá. Chắc là đã rất lâu rồi thì mọi người mới thấy chị em Phương xuất hiện lại trên channel của Khôi. Và ngày hôm nay thì hai chị em Khôi và anh Phương sẽ ở đây để quay một video style tips. Đã từ rất lâu rồi thì anh Phương mới xuất hiện lại trên channel của Khôi. Anh Phương rất vui điều đó. Và ngày hôm nay thì chúng mình ở đây để quay cho mọi người một video. Thì anh Phương mới xuất hiện lại trên channel của Khloe. Cho nên là để hoan nghênh điều này, mong các bạn sẽ like video này. Wow, mới vô mà đợt các bạn like rồi. Và trong video ngày hôm nay thì chúng mình sẽ quay một video style tips. Và chủ đề sẽ là một món đồ hai phong cách. Anh Phương và Khloe thì không hiểu tại sao phong cách rất khác nhau nhưng lại có rất là nhiều đồ giống nhau. Cho nên tụi mình nghĩ thực hiện một cái video chia sẻ phong cách của tụi mình như thế này sẽ rất là bổ ích. Và nếu mà các bạn thích tụi mình làm thêm những video như thế này thì nhớ comment nha. Để mà tụi mình sẽ lấy đó là cái cớ để mà đi mua sắm. Bởi vì trong video này có rất là nhiều món đồ mà bởi vì tìm cớ để quay video. Cớ tình bạn. Cớ tình bạn. Đồ tình bạn. Đồ tình bạn. Để đi mua đồ để quay video. Không biết là có bạn nào cũng như tụi mình không? Đây nè, thôi show luôn cái vòng. Dạ. Một item. Chứ mình sẽ nói về cái này. Ok, vậy thì bắt đầu vô bộ đầu tiên nha. Yes. Thì tụi mình sẽ phối một chiếc áo tay phồng màu xanh, phong cách hơi casual một chút xíu. Tụi mình muốn là bộ đồ này hơi twin, kiểu hơi chị em. Cho nên là cả hai đều chọn chất liệu jeans. Yes. Ở cái phần quần và váy. Đây là một chiếc áo mà tụi mình mua chung ở H&M. Chắc là từ lúc mà cửa hàng mới khai trương ở Vincom, nhớ không? Chắc 1.5 năm rồi. Là rất lâu rồi, nhưng mà chị em cũng đã có mặc rồi nhưng mà chưa bao giờ mặc chung với nhau hết. Với bộ đồ này thì anh Phương chọn cho mình một phong cách năng động hơn chút xíu. Anh Phương kết hợp áo cùng với chân váy jeans để dễ di chuyển. Còn cô này thì mặc chiếc quần jeans ống hơi loe. Thì tại sao em chọn ống loe? Bình thường chị thấy em ít khi nào mặc quần ôm hẳn. Bình thường còn skinny á thì Khloe sẽ chọn mặc với những chiếc áo mà nó dài hơn một chút. Và với chiếc áo này bởi vì nó là một chiếc áo crop top, cho nên là Khloe cảm thấy là mình sẽ muốn mặc chiếc quần nó high waisted, nhưng mà nó phần dưới nó cũng sẽ hơi loe ra để nó balance cái độ phồng của phần trên. Em muốn như vậy. Và để thêm độ casual, nó kiểu như những chiếc quần mà nó ôm quá thì cảm giác nó hơi serious chic, hơi chic hơn. Em chỉ muốn nó casual thôi. Ok, và có là gì thì Khloe chắc chắn cũng sẽ kết hợp bộ đồ đó với một đôi giày cao gót. Và ngày hôm đó Khloe đã mặc bộ đồ này với lại giày Muse. Chị cảm thấy là những chiếc quần ống loe mặc với lại giày Muse mà có mũi thật là nhỏ á. Yes. Rất là chic, làm chân đúng của rồi. Mình nhìn nó dài ra hẳn luôn. Tại vì quần đã là quần ống loe rồi thì kiểu như là cái chân mình đã bị giấu một phần nào rồi. Cho nên là Khloe thích mang những đôi giày nào nó pointy heels thì nhìn chân mình nó sẽ dài hơn nữa, nó thanh thoát hơn. Và còn đó, chị ngày hôm đó thì chị cũng mang một cái đôi Muse nhưng mà ngắn hơn. Ngắn. Và anh Phương cũng lựa chọn cái mũi nó thật là dài để mà nhìn chân mình vô hình chung nhìn nó thon. Đập chuyện mắt mọi người. Cảm ơn chị vì hôm đó đã không mang đôi sandal chị định mang. Không thì chị sẽ cao hơn rất nhiều. Đúng rồi, hôm đó anh Phương không định phối với giày Muse đâu, mà anh Phương định là mang một cái giày dây cao thiệt là cao như thế này nè. Nãy giờ cứ nói về chiếc quần và giày, tụi mình quên nói về cái áo. Thì áo giống nhau đúng không? Nhưng mà để cho nó khác một chút xíu thì hai chị em mình đã cột nơ khác nhau. Khởi thì cột phía trước, còn chị Phương thì cột phía sau. Và Khởi thấy cái này nó cũng rất là giống cá tính của hai chị em mình á. Kiểu như là cá tính gì mày? Sẽ rất là khó để mà thấy chị An Phương mặc một cái bộ nào đó mà có một chiếc nơ to đùng phía trước. À. Ok em, cái này chị cột phía sau nhưng mà nhìn nó hơi, mà nhìn hơi giống con chồn chút xíu thì cũng đẹp đúng không? Con chồn. Thì đó, như cái đuôi gì đó mày. Về phụ kiện thì bởi vì tụi mình muốn bộ đồ này nó casual mà, cho nên là cũng không có quá nhiều phụ kiện đặc biệt. Khloe thì chọn một đôi bông tai có chữ Fraye. Em không nhận chị mang đôi đó cùng với em. Nếu không là bộ này đã có hai item giống nhau rồi. Không nói chị mang hoop earring chứ bình thường hả? Đúng rồi, nhưng mà có trái tim bự bự. Ok. Thảo mai. Cringe. Bộ đồ thứ hai thì item chính ở đây chính là một chiếc áo thun màu đen, rất là đơn giản thôi. Cho nên là chúng mình quyết định là sẽ làm bộ đồ này nó edgy hơn, cá tính hơn một chút, cùng với đôi giày đôi của tụi mình nữa. Và chiếc áo này rất là dễ thương ở một điểm là nó màu đen đơn giản đúng không, nhưng mà phía sau nó có chữ I got your back. Tao có lưng của mày. Em mà dịch ghê. Và nói đến đây thì chúng mình cũng phải xin được mời stylist and art director Chamberlain.
Dạ rồi anh mua đi không? Không sao, anh mua cáo đó đi. Em Phương cảm thấy là bộ đồ này sẽ hơi chơi khó đứt một chút, bởi vì một item áo thun làm sao có thể phối với nó thời trang, một phong cách và cá tính được. Mà là hai phong cách khác nhau. Mà hai phong cách khác nhau. Xin phỏng vấn anh Đức, tại sao anh lại lựa chọn? Inspiration của anh là gì khi mà phối bộ đồ cho anh Phương và Chloe? Lời đầu tiên cho phép Đức được gửi lời chào tới tất cả các bạn khán giả. Anh đã chuẩn bị con này từ bao lâu vậy anh? À không, tất cả mọi thứ đều đến dựa trên cảm hứng. Nói chung là cái bộ này á thì hai người giao cho Đức một bài toán khá là khó, bởi vì là cùng một item rất là basic nhưng mà cả hai lại đều phải gắt, mà mỗi người là một phong cách khác nhau. Cả hai cái item này của Phương và Chloe Đức đều rất là thích, bởi vì là cái áo basic tee thì chắc chắn là Đức rồi. Còn cái đôi giày á, nó có một cái gì để nó, cái mõm của nó nhọn, nó tinh tế, nhưng mà cộng cái nhóm mõm nhọn đi cùng cái gót thì trông nó lại rất là gắt. Thế nên là mình phải làm một bộ nào đấy nó phù hợp với cả đôi giày lẫn cái áo. Thì Phương phải đi làm, cho nên Đức chọn cho Phương một cái phong cách casual chic. Hôm đấy Phương mặc một chiếc quần jean. Đúng, rất mới với, đúng rồi, với cả một chiếc áo blazer. Thì cái trang phục đấy là nó vừa lịch sự nhưng mà nó vẫn có cái gì đó casual, chứ nó không bị quá formal, nó không bị là mình đang đi như kiểu đang đi họp. Làm sao formal được, tao hỏi rốt mày, mày kêu tao là bắt ra đi. Đúng rồi, em cũng thấy không đó anh. Nhưng mà chic Ngưng ra. Mọi người mà mặc áo thun với cả quần đấy và cái áo blazer đấy, nếu như mà Phương mà chỉ như là cho áo vào trong quần bình thường thôi á, thì trông người nó có vẻ sẽ hơi ngắn một chút, chân nó có vẻ sẽ hơi ngắn. Nên mình buộc cái áo đấy lên để cho nó có một cái phần khoảng cách ở giữa, thì cảm giác chân nó sẽ dài ra. Cộng thêm cái áo nó lại che đi được một phần nào, cho nên nó như kiểu là nửa kín nửa hở. Không che nó vẫn đẹp. Ta tập bụng. Đẹp nhưng mà khi mà mình đi làm thì nó sẽ hở quá, đúng không? Rồi. Mình mặc áo vào nửa kín nửa hở. Ai thấy gì thì thấy. Trời ơi. Nhưng mà em thấy là hôm đó anh còn một bài toán khó hơn nữa, đó chính là Phương thì sáng đi làm, buổi trưa thì tụi em có hẹn ăn trưa. Đúng rồi. Cho nên là phải dressy một chút. Đúng. Đúng rồi. Mình đã để cho Phương đeo một chiếc túi mà Phương giấu tụi mình mua. Đúng rồi. Câu chuyện về cái túi bắt đầu. Nào bạn kể đi bạn. Mọi người đẹp trời, Phương muốn mua túi. Phương đi ra cửa hàng. Gì đã to đấy chị? Mua túi. Hào sảng lên bạn. Mà tụi mình là một cái nhóm bạn rất là giúp đỡ nhau, không ai được mua cái gì trong cái nhóm bạn nữa đó. Cho nên là mỗi lần mua đi là phải lén. Thì Phương hào sảng mà. Thôi được rồi. Vì hôm đấy Phương đeo chiếc túi của Phương lần đầu tiên, cho nên Chloe cũng có một item mặc lần đầu tiên. Cũng lén tụi mình mua. Cũng là lén mua luôn. Nào em, đến lượt em rồi đấy. Thì đó chỉ là một chiếc nón. Một mà chiếc nón. Em đã để ý khá lâu rồi. Xong rồi ngày hôm đó em đi du lịch, thì đi du lịch mình luôn có cớ mua đồ mà, đúng không? Không. Và không có anh chị em xung quanh để bảo ban. Thì em lỡ, em chóc dài. Thì thôi đẹp rồi. Video thì nhưng đó. Mà cũng hợp với lại đó. Nhưng mà đẹp. Cũng hơn thì... cho mày là có nón đó mày dễ sai đồ. Đúng rồi. Tại vì là mọi người thấy câu ý lúc nào cũng là cái hình tượng mà nó hơi nhẹ nhàng công chúa một tí, đúng không? Thế nên là riêng bộ này với đôi giày đấy và cái áo đấy, Đức muốn Chloe gắt hơn một chút, nên lựa chọn một chân, chiếc chân váy Gucci làm cho chân dài ra, người bé hơn, nhưng lại có một chút xẻ ở phía dưới. Ai thấy gì thì thấy. Ở bên dưới, ai thấy gì thì thấy. Nói chung là giống như là cái size chính của cái bộ đồ này là ai thấy gì thì thấy. Đúng rồi, mà ai thấy gì thì thấy nhưng mà vẫn chưa đủ, đúng không? Mình phải thêm một chiếc nón beret trendy. Mà cái nón nó rất hợp với cái túi. Đúng rồi. Nói chung em cũng công nhận đó là một cái túi đó cũng được, túi Chloe lấy mua. Thôi được rồi. Được. Nói chung là Chloe cũng công nhận đó là cái bộ mà Chloe cá tính nhất trong cả video này, cho nên là rất cảm ơn anh Dreamerella. Và bộ đồ này thì cái key item của chúng mình chính là một cái chiếc túi, không phải một chiếc, hai chiếc. Hai chiếc túi nhỏ nhỏ xinh xinh mà Chloe bắt anh Phương mua để mà Chloe có thể mua được chiếc túi đó. Suýt nữa thì Đức cũng phải mua. Không biết là phải đâu, đây là một item tình bạn mà. Đó. Tình bạn mà không có anh hả em? Trời ơi, bây giờ nè. Tình bạn mà không có anh hả em? Mọi người thấy cái situation lúc đó là em thấy hai chiếc túi. Một chiếc màu hồng là em đại diện cho Chloe. Một chiếc màu vàng là đại diện cho Let's Play Makeup trước em Phương. Mày muốn mua chiếc túi màu hồng nhưng mày không dám, mày không muốn tự mua, mày bắt tao không, phải mua cùng mày. Em cảm thấy là nó là định mệnh, đúng không? Destiny. Trời ơi.
sau đấy em thấy một chiếc túi. Đúng, và sau đấy giống một anh. Chiếc túi giống anh, một size bự hơn cũng sẽ phù hợp với anh hơn. Nhưng mà cái túi đấy không đẹp. Anh đúng không rồi. Mua, nhưng em vẫn quyết định mua hai chiếc túi. Chị em cũng quyết định là mua em luôn. Em lo anh ra khỏi tình bạn thôi còn gì. Không anh, chị em quyết định nè, bây giờ cũng này có hai chiếc gì anh muốn gì. Hai bộ đồ ngày hôm nay của tụi mình là đều do tụi mình tự phối, cho nên là đáng lẽ Đức không ngồi đây, nhưng mà Đức ở đây để bóc phối gì. Là hôm đó tụi mình có dress code là vibrant, là màu sặc sỡ một chút nữ tính. Hai chiếc túi nó rất là nổi thì đúng mình rồi. Mình nổi luôn. Đúng rồi. Nữ tính. Có một người không nghe lời anh. Đúng rồi, có một người phá outfit. Có một người bắt Đức buổi đêm phải ngồi nghĩ cho người ta ngày hôm sau mặc gì. Nhưng ngày hôm sau người ta mặc một bộ hoàn toàn yes. Thì em trong bộ đồ đó. Này cũng đẹp mà, tao mặc áo sơ mi, quần cặp cao, giày cao. Em lúc đầu thì Đức kêu anh Phương là mặc cái áo đó cùng với một cái váy ôm hơi xòe, anh Phương mua của Chloe mua lại. Xinh lắm luôn á, xong rồi anh Phương sẽ mặc mấy bộ đôi giày dây. Tóm lại là mày cãi tao. Mày giỏi cãi mà. Em đồng ý. Đúng. Mày hay quá, mày tao mồm quá vậy mày. À không, ông chị đang quay video cho em. Không, đừng chửi chị em nha. Oh wow. Nhỏ thì lật mặt thiệt. Người ta rửa mặt là như này nè. Ừ. Em tao mặc rửa đấy. Tóm lại em Phương cãi Đức. Em Phương chọn cho mình một phong cách cá tính năng động khi phối cùng một chiếc túi nó sặc sỡ như thế này. Chloe thì ngược lại, rất là nữ tính nhẹ nhàng. Đúng rồi. Bộ đồ này có vẻ như là một bộ đồ mà Chloe hay mặc nhiều nhất. Và để kết hợp với chiếc túi màu hồng rất là nổi này thì Chloe chọn một chiếc đầm màu cũng sặc sỡ không kém. Một chiếc đầm màu vàng rất là mùa hè. Và đó là chiếc đầm của Led. Ban đầu thì Chloe chỉ nghĩ là một chiếc đầm kiểu summer dress để mặc đi resort, đi biển này nọ thôi. Nhưng mà khi mà Chloe mặc lên á thì thật sự nó rất là tôn dáng. Và Chloe nghĩ là chiếc đầm này mặc đi chơi, đi tiệc, kiểu như là một bữa ăn bình thường với bạn bè thì rất là dễ chịu, chứ không chỉ là để đi biển thôi. Và vì màu của nó cũng dễ thương cho nên là chụp OOTD cũng đẹp. Mà cái form dáng của nó không quá là loose nhưng mà nó vẫn ôm, nó vẫn bay được. Mà thứ này cái việc mà Chloe kết hợp cái túi này với cả cái váy á là một cái rất là hay Chloe. Bởi vì nếu như bình thường á, Đức mà style cho người khác bộ đồ, Đức sẽ không bao giờ mà chọn những cái màu mà nó quá nổi bật đi chung với nhau như thế. Nhưng mà Chloe là dám chơi với cả màu sắc. Dám chơi với màu sắc. Ngược lại với Trương Em Phương. Yes. Mặc trắng và đen. Ừ. Đó còn không phải là hai cao. Nó cao, ok. Và hôm nay em mặc giày hồng hả? Không, hôm nay em mang một đôi giày em nghe lời anh của em. Màu gì? Em mang một đôi giày nude vừa cao vừa phải. Anh tự hào của em quá, em không cãi anh. Để hoàn thiện cái set trang phục này thì Chloe chọn một chiếc kính màu hồng để cho nó cùng màu với cái túi, Và chơi với màu sắc. Chơi đúng, em chơi mà chị. Trời ơi. Chơi còn chị An Phương thì cũng chơi với bộ trang phục. Nhưng mà là với một cái set dây chuyền mà em rất là để ý. Bởi vì nó rất là đồng bóng, rất là hợp nó chị. Đẹp. Đúng, nhưng nó khác hoàn toàn với em luôn. Nói chung bộ này là cái bộ mà hai chị em tương phản nhau nhiều nhất. Về đến bộ đồ cuối cùng mà chúng mình style cùng với nhau, đó chính là bộ đồ chúng mình đang mặc hiện giờ. Đây chính là hai item mà tụi mình vừa mới mua ở trong Zara ngày hôm qua. Và tình bạn này kỳ quá, tình bạn rất tiền. Mình ở trong đó bao nhiêu tiếng à? Đúng ra chỉ vào để mua một chiếc áo, nhưng mà chúng mình đã ở trong Zara 2 tiếng. What? Chỉ ở trong một section áo mà đứng lựa 2 tiếng đồng hồ để ra được hai cái áo này. Thực sự là tụi mình cũng không cần phải mua áo đâu, nhưng mà tại vì tụi mình hơi lười lục lại tủ đồ để mà kiếm đồ giống nhau á, cho nên là lấy cái cớ này để mà đi shopping một chút thì thành phẩm là hai cái này đây. Teamwork. Hai chiếc áo này không giống nhau lắm đâu, nhưng mà nó đều là vải tweed, đều là kiểu jacket màu trắng. Và với chiếc jacket này thì An Phương mặc như là áo luôn, An Phương phối hợp cùng với chân váy jean. Còn Chloe thì kết hợp với một bộ váy trong người khoác lên rất là nền nẻ nhẹ nhàng. Oh my. Nhẹ nhàng, công chúa. Cảm ơn chị. Nhưng mà cái điểm khác nhau trong hai bộ trang phục của Phương và Chloe á chính là phụ kiện. Một người khuyên tay bạc, một người khuyên tay vàng. Với bộ trang phục của mình thì Chloe thấy là nó formal hơn bộ chị em Phương. Cơ bản là cái áo khoác của Chloe á, cái dáng cũng hơi khác. Và bởi vì nó chỉ toàn màu trắng thôi, cho nên là nó cũng cùng một chất liệu tweed kín đáo hơn. Cho nên Chloe nghĩ là bộ trang phục này sẽ thích hợp cho những cô nàng nào mà yêu phong cách lịch sự, trang trọng nhưng mà vẫn rất là nữ tính, nhẹ nhàng. Và trong bộ đồ của tụi mình có một cái món chung nữa, đó chính là vòng tinh bạc. Đức không có thương quá. Thật ra lúc mua thì tụi mình định mua chung màu luôn, nhưng mà chỉ có một chiếc
màu bạc thôi. Nhưng mà sau đó Thôi thấy cái chiếc này nó có màu hồng nữa thì đúng là Chloe rồi. Ủa khác hẳn nhau à? Đâu khác lắm đâu. Không, là cái của em. Cái vòng của Chloe thì đeo hai mặt, được. Tao thì chỉ đeo một mặt thôi. Sao giờ thương quá. Và đó là toàn bộ 4 outfit mà chúng mình đã chuẩn bị để quay trong video lần này. Thật sự rất là cảm ơn Chloe và chị Phương. Rất cảm ơn anh Trim Dorella, the stylist and director vậy. Cho video lần này. Một chiếc vào tay. Rất vui được gặp lại. Và anh có điều gì cũng nói với bạn không? Nhắn nhủ. Chắc là các bạn đến đây cũng thấy video này thú vị, bổ ích đúng không? Vậy thì đừng quên follow Trim Dorella. Like và subscribe nữa. Subscribe nữa anh. Subscribe channel của em. À, like và subscribe channel của Chloe và anh Phương nữa. Wow. Vừa đóng vừa xoa, ok bạn ơi. Bye bye. Cảm ơn. See you. Để chốt lại video hôm nay á thì chắc phong cách của anh Phương là casual chic. Anh Phương thích những bộ đồ nào mà nó dễ di chuyển, nó cũng nữ tính hơn một chút xíu so với anh Phương hồi trước rồi đó. Nhưng mà anh Phương thích cái sự năng động của những bộ đồ của anh Phương. Còn là giống Chloe nhưng mà năng động. Ừ. Anh Phương đã biến thành Chloe rồi. Không có đâu. Đậu bóng hơn thôi. Rồi. Còn Chloe thì tự thấy bản thân là trong video này mình đã trải nghiệm một số phong cách khác nhau. Edgy cũng có. Edgy hơn, cá tính hơn, nhưng mà chill. Bay bay cũng có. Thoải mái cũng có. Nhưng mà chung quy lại thì chắc là bộ nào mình cũng sẽ thấy một cái sự nữ tính gì đó rất là Chloe trong cái bộ đồ. Thì nó vẫn sẽ tôn dáng, vẫn sẽ gì chị, khó di chuyển đúng không chị? Đồ của Chloe khó di chuyển lắm luôn á mọi người. Kiểu như là để mặc một bộ đồ nước thì cũng phải đi cho đẹp. Mà đi cho đẹp thì rất khó, hơi mệt một chút. Cho nên là thôi được rồi, hãy như Chloe. Còn bạn đã thích năng động thì như anh Phương. Em Phương chịu nói vậy thôi à. Tụi mình mong là mọi người đã thích video này, bởi vì chắc chắn mọi người thích rồi. Em sẽ còn plan để quay một video còn thú vị hơn và còn extreme hơn video này nữa. Video đó sẽ là video style swap. Chloe sẽ mặc đồ của anh Phương và anh Phương sẽ mặc đồ theo phong cách Chloe. Và video này sẽ được phát sóng trên channel của anh Phương trong tháng 8. Phát sóng? Phát sóng. Cho cười sao đây. Nhưng nói chung đây là một video sẽ rất là thử thách cho chị An Phương, bởi vì Chloe mặc đồ An Phương thì bình thường rồi đúng không? Mày đừng có giỡn. Đừng giỡn cái gì, đồ chị cũng gắt lắm hả? Gắt. Còn đồ em thì đèo lắm, chị coi chừng. Chết rồi, ok. Và đó là một chút xíu thông báo từ tụi mình, mong là các bạn sẽ đón xem video đó cũng như là like video ngày hôm nay. Yeah. Chloe và chị An Phương sẽ gặp mọi người video lần sau. Còn bây giờ thì stay gorgeous. Không thuộc rồi. Hello, bye bye. Với bộ đồ này thì An Phương đã phối một chiếc áo. Với bộ đồ này thì với bộ đồ này. Thì cái này em mình là càng hay. Tụi mình luôn. Nói chậm lại. Thôi về mọi người. Stay gorgeous. Chết là tình yêu quên. Sao? Cái gì cái câu stay gorgeous của mày không chết hả?